Ui, nhận diện khuôn mặt, camera thò lên này. Ui, như Oppo ấy nhỉ? Như Oppo F11 Pro ấy. Ê, nhưng mà Oppo F11 Pro thì làm gì có vân tay bên trong màn hình nhỉ? Con này có vân tay bên trong màn hình nhỉ? Thực ra mình trêu các bạn thế thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dương Dê. Thực ra là đây là sản phẩm Realme X, cái sản phẩm mà mình đã mở hộp cho các bạn cách đây cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên cái thời điểm mà mình mở hộp cái sản phẩm này thì mức giá của nó rơi khoảng 6 triệu đồng. Nhưng bây giờ Clickbuy đang bán Realme X với mức giá khá rẻ, chỉ rơi vào khoảng 5.390.000 đồng mà thôi. Và Clickbuy thì sẽ không phân biệt màu sắc cho các bạn nhé. Đấy, các bạn thích lựa chọn màu nào cũng được. Các bạn thấy không? Rồi với Realme X thì sao? Nó có rất là nhiều những điểm mà nó giống với cả Oppo F11 Pro. Thứ nhất là nó cũng sẽ có camera thò thụt này. Đấy, rồi là nó có bộ đôi camera phía sau là giống hệt luôn, 48MP và 5MP. Cái chất lượng chụp ảnh ra cũng như là cái phần mềm của nó là giống hệt luôn, cũng chạy ColorOS. Màn hình thì là 6.53 inch, độ phân giải là Full HD+. Tuy nhiên tấm nền của nó là tấm nền màn hình AMOLED nên là nó sử dụng được cảm biến vân tay ở bên trong màn hình. Đấy. Pin của nó thì đuối hơn một tí, pin của nó là 3765 mAh, đuối hơn một tí thì so với Oppo F11 Pro. Nhưng mà đánh đổi lại, nó lại có chuẩn sạc USB Type-C, các bạn nhìn thấy không? Đấy, đấy chính là cái điểm khác biệt của nó so với cả Oppo F11 Pro. Và cái mức giá nữa, mức giá của Oppo F11 Pro bây giờ nó vẫn rơi khoảng từ 7 đến 8 triệu đồng tùy theo từng cửa hàng. Nhưng riêng con này bây giờ chỉ có giá là 5.390.000 thôi, nghĩa là nó rẻ hơn khoảng vài triệu so với Oppo F11 Pro. Mà cái được nữa của nó là được cái gì? Được thêm cảm biến vân tay bên trong màn hình này, được cái con chip tốt hơn, đó là con chip Snapdragon 710 này. Vậy thì các bạn cảm thấy sao về cái sản phẩm này? Mà thực ra là trong bài mở hộp mình nói quá kỹ rồi, bởi hôm nay cũng chẳng có gì để là muốn nói thêm quá nhiều cả. Chỉ muốn thông báo với các bạn rằng là Clickbuy bây giờ đang để cái sản phẩm này mức giá quá rẻ thôi. Đấy, chúng ta sẽ được mẫu sản phẩm mà nó có phần viền trước này cực mỏng luôn. Các bạn thấy không? Phần phía trên này nó quá mỏng luôn này. Đây, mình mở ra cho các bạn xem. Đấy, rồi là một cái giải loa thoại nó làm ở phía trên này cũng cực kỳ là mảnh, viền hai bên cũng rất mỏng. Phần viền dưới của nó thì không phải là mỏng, nhưng mà ở trong cái tầm giá khoảng 5.390.000 là một mức độ chấp nhận được. Có một cái điểm mà mình chưa hài lòng nhất ở trên cái dòng này, đấy chính là cái mặt lưng của nó này. Chất liệu thì chỉ là chất liệu nhựa mà lại để lại rất nhiều mồ hôi dấu tay. Cái điểm này là điểm mà mình không thích lắm. Còn cái cách phối màu của nó thì cũng thuộc dạng đẹp, nhưng mà nếu mà so sánh sang với cả Oppo F11 Pro thì cái cách phối màu của cái Realme X này nó không được sang trọng bằng. Đấy, F11 Pro cầm lên phát là người ta cảm thấy là cái màu tím rồi màu đen rồi màu xanh của nó hòa quyện với nhau, cảm thấy rất là sang trọng. Còn ở trên sản phẩm này thì mình chưa thấy được cái sự sang trọng như thế. Cái sạc nhanh đi kèm theo cái Realme X này thì cũng rất may, đó là sạc nhanh 20W VOOC 3.0 có cổng USB Type-C thì mình thấy là rất là ổn rồi. Về phiên bản phần mềm thì tất nhiên rồi, vẫn chạy phiên bản Android 9 này, vẫn có ColorOS V6.0 này, giống hệt với cả các cái thiết bị của Oppo. Đấy, nhưng mà mình thấy là Realme gần như là một phiên bản cấu hình cao hơn của Oppo và sử dụng con chip Snapdragon ấy. Đấy, đặc biệt là trong tập trung nhé, chứ mình không nói đến phân khúc cao cấp hơn, bởi vì cao cấp hơn ví dụ như từ Oppo Reno trở lên ấy thì là Oppo họ đã sử dụng cái chip Snapdragon rồi, chứ không phải là chip MediaTek nữa. Còn con này thì là giá tầm trung thôi. Đấy, và mức giá của nó rất là rẻ. À, có thêm một cái điểm nữa, đó là cài đặt tiếng Việt cho con này bây giờ là cũng không phải là quá dễ dàng nhé. Đấy, chúng ta có thể cài đặt được đấy, nhưng mà chúng ta cần phải mất thời gian để mà có thể cài đặt được lên tiếng Việt lên trên dòng này. Cái nhược điểm vừa nãy mình cũng đã nói cho các bạn, đó là cái mặt lưng nhựa này. Thì hôm sau mình sẽ review cho các bạn về cái sản phẩm Realme X mà nó có mặt lưng bằng kính nhé. Đấy, hôm đó nó mới hấp dẫn. Đấy, các bạn biết đó là sản phẩm nào hay không? Nếu các bạn biết thì cũng có thể để lại comment cho mình biết nhé. Realme X sẽ có một phiên bản cao cấp nhất với 8GB RAM, với 128GB bộ nhớ trong và với mặt lưng bằng kính. Không biết là khung viền có phải kim loại không, mình mới chỉ là gọi là đọc báo thôi chứ cũng chưa được trên tay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.